Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình với các bạn sẽ tìm hiểu một cái chủ đề, đó là 7 lưu ý vàng khi đổi sữa bột cho bé. Nguyên tắc khi đổi sữa bột cho bé. Do nhu cầu dinh dưỡng của bé ở từng giai đoạn phát triển là khác nhau, nên cái việc mẹ phải đổi sữa bột cho bé là điều cũng rất là bình thường và không có gì khó hiểu cả. Song các mẹ cần phải lưu ý những cái điều sau. Thứ nhất, đổi sữa phù hợp với độ tuổi của bé. Các chuyên gia khuyến cáo là trẻ dưới 6 tuổi, tháng tuổi á, chỉ nên dùng sữa công thức 1 và tuyệt đối không dùng sữa công thức 2 và 3. Lý do là lúc này hệ tiêu hóa của bé còn chưa hoàn thiện và rất là non yếu, nên việc sử dụng sữa công thức cao hơn có thể làm bé chậm tiêu này, rối loạn tiêu hóa này, còi và hấp thu kém. Với những bé mà trên 6 tuổi, tháng tuổi hoặc là 1 tuổi thì cần phải lựa chọn sữa tương ứng với độ tuổi của bé để bé được hấp thu thêm nhiều chất đạm, chất béo và canxi. Vì vậy khi mà mẹ nhờ mua hoặc là nhờ người nào đó mua giúp thì mẹ cũng cần thì cần hiểu rõ và nắm chính xác cái độ tuổi của bé để lựa chọn các loại sữa phù hợp cho bé. Thứ hai là đổi sữa cho bé từ từ. Khi đổi sữa thì cần phải có quá trình từ từ, từ cũ sang mới nhé, nên khi đổi sữa đột ngột sẽ làm cho bé không kịp thích ứng. Cho bé uống xen kẽ sữa mới với sữa cũ, ví dụ như ngày bé uống 3 bữa sữa thì 2 đến 3 ngày đầu thì cho bé uống 2 bữa sữa cũ cộng với 1 bữa sữa mới, 3 đến 4 ngày tiếp theo cho bé uống 1 bữa sữa cũ và 2 bữa sữa mới, và sau đó thì ta chuyển hoàn toàn bằng sữa mới cho bé. Thứ ba là đổi thương hiệu mới chưa hẳn là tốt cho bé. Khi bạn đã nghe nói là một cô bạn ở gần nhà là có cái dùng cái thương hiệu này, bé tăng cân rất là tốt, ăn rất là ngon, thế nên bạn lại quyết định là đổi sữa ngay cho bé. Như thế không nên các bạn nhé. Các bạn phải cần tìm hiểu kỹ xem cái sữa đó có thật sự tốt hơn và cho bé nhà bạn hay không. Bởi vì cái sữa đó có thể là tốt với bé nhà bạn ở nhà bạn bên kia, nhưng mà đối với bé nhà bạn thì lại không hấp thu hiệu quả. Vì là mỗi bé có khả năng hấp thu dinh dưỡng khác nhau. Điều quan trọng nhất là khi bé uống sữa là bé khỏe mạnh, bé không bị dị ứng với sữa và không bị táo bón hay khó tiêu, tiêu chảy hoặc nôn chớ. Thứ tư là do bé có dấu hiệu dị ứng thì cần phải dừng uống sữa cho bé. Do cơ địa và hệ tiêu hóa của bé nên không phải mẹ nào cũng thành công ngay cái lần đầu đổi sữa cho bé. Nên là vậy, khi đổi sữa cho bé bạn cần phải theo dõi xem cái cơ thể của bé sau mỗi lần dùng sữa. Nếu như bé có dấu hiệu dị ứng sữa này, nôn chớ, tiêu chảy hoặc là táo bón, nổi mẩn đỏ thì bạn hãy dừng và không cho bé uống sữa mới và hãy hỏi ý kiến các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ. Thứ năm là chọn vị sữa mà bé thích. Khi bạn đổi sữa thì bạn nên chọn vị sữa của bé thích. Nhiều mẹ chỉ quan tâm tới các thành phần dinh dưỡng mà quên mất khi lựa chọn khẩu vị cho bé, nên là các bạn có thể chọn các cái vị như vị dâu, vị vani này, vị sô cô la hay vị táo để cho bé thích. Khi mà bé thích uống thì bé sẽ uống được nhiều hơn và uống cảm giác nó ngon hơn ạ. Thứ sáu là không đổi sữa thường xuyên cho bé. Mỗi loại sữa bột thì cho bé tạo ra một cái hệ vi sinh đường ruột khác nhau, nên khi mẹ đổi sữa bột đột ngột hoặc đổi sữa thường xuyên cho bé sẽ làm ảnh hưởng tới cái hệ vi sinh, làm cho bé rối loạn tiêu hóa này, hấp thu kém và dẫn tới chậm lớn. Khi bạn bé đổi sữa thường xuyên thì bé sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen và thích nghi với sữa. Vì vậy, khi bé chuyển sang sữa công thức cao hơn, tốt nhất là cho bé là mẹ vẫn thường dùng dùng sữa của nhãn hiệu cũ, không đổi sang nhãn hiệu mới nhé. Thứ bảy là cần hỏi ý kiến các chuyên gia dinh dưỡng khi nào. Khi bạn đã đổi đến 2 đến 3 loại sữa và mỗi loại đã theo dõi ít nhất trong vòng 2 tuần rồi mà bé vẫn không thích nghi được thì cần cho bé tới gặp các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn về các
nguyên nhân mà bé không thích nghi và có những giải pháp dinh dưỡng tốt nhất, phù hợp nhất cho sự phát triển của bé. Mẹ nên tham khảo một số mẫu sữa có vị sữa và thành phần sữa giống nhất với sữa mẹ, hợp với khẩu vị của đại đa số các bé, giảm thiểu cái tình trạng dị ứng của sữa. Và nếu như các mẹ nào mà hay thay đổi sữa và đang có ý định thay đổi sữa thì trên đây là 7 khi lưu ý vàng để giúp cho các mẹ đổi sữa hoặc cho con một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi video của mình nhé. Các mẹ hãy chia sẻ và like giúp mình nhé.